Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Nóng, tàu sân bay Sơn Đông mới nhất của Trung Quốc vừa hạ thủy đã bị Hải quân Mỹ vây bắt ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng khi mới đây, phía Trung Quốc lại điều một tàu sân bay được cho là mới nhất có tên là tàu sân bay Sơn Đông tiến vào Biển Đông để thách thức thế giới. Ngay lập tức, Hải quân Không quân Mỹ đã lên kế hoạch vây bắt tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc vì cho rằng phía Bắc Kinh điều tàu sân bay ra Biển Đông để thị uy sức mạnh, dương oai vào các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời thách thức Mỹ và thách thức cả thế giới. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước của Trung Quốc hôm kia đưa tin, tàu sân bay Sơn Đông mới nhất của Trung Quốc đã được hạ thủy và tiến vào Biển Đông. Trước sự chứng kiến trực tiếp của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình, đích thân ông Tập Cận Bình đã có mặt và đặt chân lên tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc để thách thức Mỹ. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã chủ trì buổi lễ bàn giao tàu sân bay Sơn Đông tại quân cảng Tam Á ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Theo hãng CNN cho biết, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc được đặt tên là Sơn Đông và chính thức được ông Tập Cận Bình đặt bút ký phê duyệt và biên chế cho Hải quân Trung Quốc để hoạt động trên vùng Biển Đông, thách thức với cả Mỹ và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Được biết, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình cho tàu sân bay tiến vào Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Hải quân của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng gia tăng khi hai bên liên tục có những động thái đụng độ căng thẳng nhau. Truyền thông nhà nước Trung Quốc lên tiếng cảnh báo về những va chạm trực diện giữa tàu chiến, tàu khu trục, tàu sân bay của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ với tàu chiến của Trung Quốc trong suốt thời gian vừa qua ngoài Biển Đông. Vì thế, Hải quân của Trung Quốc đã điều tàu sân bay Sơn Đông tiến ra Biển Đông được cho là hành động đáp trả Mỹ. Và theo các nhà quan sát cho biết, ngay sau động thái trên của phía Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Biden đã ngay lập tức lên kế hoạch để vây bắt. Thậm chí, theo tiết lộ của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, nhiều khả năng Hoa Kỳ sẽ cho phóng tên lửa thiêu trụi tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc nếu Bắc Kinh có những hành động ngang ngược, bành trướng và cản trở việc tự do hàng hải ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẽ thách đấu với cả Mỹ ở Biển Đông. Tàu sân bay mới của Trung Quốc có thể sẽ đối đầu với cả các nước ở Biển Đông, đặc biệt là với Hải quân Mỹ. Đây được cho là nguyên nhân mà Mỹ muốn vây bắt gấp tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Sơn Đông, tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc sẽ tập trung hoạt động tại vùng Biển Đông và trực tiếp đối mặt với các tàu của khu vực Đông Nam Á, cũng như các nước trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga và Liên minh châu Âu. Và theo như thông báo mới nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình cho biết các hòn đảo lớn nhỏ ở ngoài Biển Đông đều là của phía Trung Quốc và tất cả tàu thuyền nào của nước ngoài xâm phạm vào vùng lãnh hải, xâm phạm vào vùng đường lưỡi bò cũng như là 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông thì tàu sân bay Sơn Đông cũng như các tàu chiến của Trung Quốc sẽ bắn bỏ, không bỏ sót một tàu nào. Và bà Hoa Xuân Ánh còn mạnh miệng tuyên bố rằng bây giờ chúng tôi đã có tàu sân bay Sơn Đông, cũng như tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu chiến cũng như là máy bay ném bom, máy bay chiến đấu cùng hệ thống quân sự trên các đảo nhân tạo. Vì thế, hạm đội 7 của Hoa Kỳ mà xâm phạm đến vùng biển của chúng tôi thì Mỹ sẽ phải trả một cái giá cực đắt trên Biển Đông. Và theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, ngay sau bài phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh cũng như là phía ông Tập Cận Bình điều tàu sân bay Sơn Đông tiến vào Biển Đông thì Mỹ đã sử dụng đội tàu không người lái để đối phó thách thức hàng hải với cả phía Trung Quốc. Tờ báo còn nêu rõ quân đội Mỹ đang gấp rút thực hiện dự án cho phép Hải quân của Hoa Kỳ tiết kiệm chi phí đáng kể trong việc phản ứng trước thách thức hàng hải gia tăng từ phía Trung Quốc. Mỹ có kế hoạch tạo ra một đội tàu chiến không người lái để kết nối với nhau. Chúng sẽ đảm nhiệm tuần tra Biển Đông, trinh sát và tấn công tàu của địch. Và hơn nữa là chúng sẽ không bao giờ phải quay lại cả. Theo một ấn phẩm, Hải quân của Mỹ đã phát triển khái niệm vận hành tàu chiến ở khoảng cách xa. Đó sẽ là một đội tàu không người lái, di chuyển thành một hàng dài để quan sát kẻ thù và thực hiện một số nhiệm vụ hải quân nguy hiểm khác. Theo một tờ báo quân sự của Nga cho biết, những chiếc tàu không có người lái thuộc dự án của Mỹ sẽ đảm nhiệm nhiều chức năng, bao gồm vận chuyển đạn dược, thực hiện các hoạt động trinh sát. Ngoài ra, chúng có thể cơ động trên mặt nước bằng các biện pháp đặc biệt để giảm tác động của sóng biển trong quá trình di chuyển.
và tờ báo quân sự của Nga cho biết đó là hành động mạnh tay của Hải quân Mỹ khi đáp trả lại với tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, tàu sân bay Sơn Đông được biên chế vào Hải quân của Trung Quốc và sẽ được sử dụng cho chiến đấu. Theo tờ Nhân dân Nhật báo cho biết, tàu có nhiệm vụ chủ yếu là giúp phía Bắc Kinh giành sự kiểm soát trên các vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền, thay vì chỉ tập trung cho nhiệm vụ huấn luyện như tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh. Trọng tâm chiến lược chủ yếu của tàu Sơn Đông là tại các khu vực thuộc Biển Đông, đó sẽ là một sự thách thức lớn đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á và Hải quân của Mỹ. Theo tờ Nhân dân Nhật báo, trích dẫn lời của một vị tướng trong Hải quân của Trung Quốc cho biết, gần đây các tàu chiến cũng như máy bay quân sự, máy bay ném bom và lính thủy đánh bộ của Mỹ cũng như các nước trên thế giới đã tiến vào Biển Đông để thực hiện cái gọi là hoạt động tự do hàng hải. Nhưng thực tế thì nó đã gây ra rắc rối, cũng như thách thức chính quyền của Trung Quốc. Vì thế, Bắc Kinh đã điều tàu sân bay Sơn Đông tiến ra Biển Đông để triển khai một loạt các hoạt động quân sự nhằm đáp trả mạnh mẽ việc thách thức nói trên. Và theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, sắp tới một nhóm tàu hung dữ của Trung Quốc gồm tàu hải cảnh, tàu dân binh, tàu dân phòng, tàu cảnh sát biển cũng như các tàu chiến do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu sẽ triển khai đến Biển Đông. Và rất có thể sẽ có những cuộc va chạm xảy ra xung đột mạnh với các tàu quân sự của nước ngoài, đặc biệt là Mỹ. Bởi vì Bắc Kinh vốn liên tục cáo buộc Mỹ xâm phạm lãnh thổ và gây căng thẳng thông qua việc đưa tàu và máy bay quân sự đến vùng biển tranh chấp. Các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ đã thách thức việc mà Washington nói là Trung Quốc hạn chế đi lại trên Biển Đông. Mỹ cũng đã chỉ trích việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo tại các dạng san hô, bãi đá ngầm cũng như triển khai trang thiết bị quân sự đến các tiền đồn này. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc đưa tin thêm, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình chính thức biên chế tàu sân bay Sơn Đông cho Hải quân của Trung Quốc tại Nam Á, một cảng nằm trên đảo Hải Nam của Trung Quốc. Buổi lễ có sự tham dự của các tướng lĩnh thuộc Chiến khu Nam Bộ, nơi giám sát hoạt động Biển Đông. Đây là tàu sân bay đầu tiên do phía Trung Quốc tự đóng trong nước sau khi mua lại và tân trang tàu sân bay Liêu Ninh từ Ukraine. Sơn Đông có thể chở tới 36 chiến đấu cơ J-15, trong khi Liêu Ninh chỉ chở tối đa là 24 chiếc J-15. Và theo một tờ báo quân sự của Mỹ cho biết, hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông của phía Trung Quốc tiến ra Biển Đông, đó là một mối đe dọa an ninh hàng hải cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và nhiệm vụ của các nước trên thế giới cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á phải hết sức cảnh giác với cả hải quân của Trung Quốc cũng như các động thái trên Biển Đông của phía Bắc Kinh. Và Mỹ sẽ đứng ra đảm nhiệm bảo vệ an ninh ở tuyến hàng hải này cũng như là cam kết bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á. Và hải quân của Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực đắt nếu như gây hấn cũng như làm những điều dại dột trên Biển Đông trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, chắc chắn Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng trong thời gian sắp tới, bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình vừa đưa một con tàu sân bay hiện đại có tên là Sơn Đông vào Biển Đông để dương oai cũng như thách thức các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, thách thức cả thế giới, trong đó có cả Mỹ và hải quân của Hoa Kỳ đang lên kế hoạch vây bắt con tàu sân bay này của phía Trung Quốc. Các diễn biến mới nhất liên quan đến tàu sân bay Sơn Đông cũng như là vấn đề Biển Đông và hải quân Mỹ-Trung, chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho các bạn vào các bản tin tiếp theo. Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bài tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.